Hàng xóm dở hơi. Mẹ ơi nhanh lên, con sắp muộn học rồi. Ừ, ai để xe mà vô duyên thế này không biết, chèn ngang thế này. Đây là xe của chị à, lần sau để xe chú ý vào nhé. Ừ, vâng. Đi nào con. Con lên phòng trước nhé, mẹ qua cửa hàng tạp hóa mua mấy thứ. Vâng ạ. À, cháu có làm sao không? Cháu không. Ơ, cô có phải là cô lúc sáng ở dưới nhà xe không ạ? À? Cô cũng ở tầng này ạ? À? Ừ, cô mới chuyển tới đây. Thế có mình cháu về thôi hả? Vâng, mẹ cháu ra cửa hàng tạp hóa rồi ạ. À. Thế vào nhà cô ngồi tạm nhé. Vâng ạ. À. Cô ta cứ kỳ quái làm sao ấy. Thì thoảng tôi cứ nghe cô ta nói chuyện một mình. Chị có biết cái cô mới chuyển đến tầng 3 không? Lúc thì có cả tiếng ru con ngủ. Tôi cũng có nghe nói vậy. Chắc đầu óc cô ấy không bình thường. Có thang máy rồi, đi thôi. Cái con bé này lại đi đâu chơi rồi? Linh ơi, Linh! Dạ, con đây mẹ. Cô ơi, cháu về đây ạ. À? Hôm khác cháu sang chơi nhé. Ừ. Sao con lại vào nhà người lạ chơi thế? Cô ấy là người quen mẹ ạ. À. Sáng nay mình mới gặp dưới nhà xe ấy. Là cô ấy ư? Vâng. Con sang chơi với em Bin mẹ ạ. À. Cô ấy còn kể chuyện và hát ru cho con nghe nữa. Cô mới chuyển đến tầng 3 phải không? Cô ta cứ kỳ quái làm sao ấy. Thì thoảng tôi cứ nghe cô ta nói chuyện một mình. Lúc thì có cả tiếng ru con ngủ. Lần sau con không được lai vãng đến gần nhà cô ấy nữa nhé. Kể cả có gặp thì cũng coi như không quen biết. Tại sao ạ? À? Bây giờ bắt cóc trẻ con nhiều lắm. Mẹ thì sắp sinh rồi, nhỡ có chuyện gì thì sao? Nhưng... Không nhưng gì cả. Mẹ đã dặn thì phải nghe lời, biết chưa? Vâng, con biết rồi. Alo, Thu ơi, thằng Tiến nhà tớ đột nhiên sốt cao, mà hôm nay có cuộc họp quan trọng, cậu đến sớm chuẩn bị tài liệu giúp tớ với nhé. Ừ, tớ biết rồi. Linh ơi, xuống ăn sáng đi con, mẹ đang vội. Mẹ ơi, lại phải đi học ạ, à? Hôm nay con thấy hơi mệt, mẹ ở nhà chơi với con nhé. Con ngoan, đi học rồi tối về mẹ sẽ đưa con đi ăn kem, được không? Vâng, mẹ hứa nha. Ừ, đi thôi. Hôm nay mẹ có việc quan trọng, không thể đến trễ được. Đang vội thì chứ. Mẹ ơi, con với mẹ thi xem ai xuống đến nhà xe trước nhé. Mẹ chịu thôi. Đi bộ mẹ cảm thấy mệt rồi nữa là... À! Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi. Trời ơi, con tôi đâu? Bác sĩ, con tôi đâu rồi? Hãy trả con lại đi cho tôi. Chị còn yếu, hãy bình tĩnh. Cháu bé đang ở bên phòng hồi sức ạ. À? Phòng cấp cứu ư? Chứ không phải là... Vâng, chị vào đây trong tình trạng xuất huyết. Thai bị động nên chúng tôi buộc phải cho cháu chào đời sớm hơn dự định. Hiện tại sức khỏe của cháu tốt, không có dấu hiệu gì bất thường. Ôi, may quá. Cảm ơn cô. Mẹ ơi, con và cô vừa đi thăm em Min về đấy ạ. À? Chị thấy trong người sao rồi? Cô... Sao cô lại ở đây? Lúc nãy mẹ bị ngã, con sợ quá không biết làm sao. May mà có cô ấy, không thì... Vậy mà mẹ cứ nói cô ấy xấu. Chị... Cảm ơn chị. Nếu không, mẹ con tôi... Thật ra tôi cũng có một đứa con, nhưng duyên số mẹ con tôi quá ngắn ngủi. Những lúc ở một mình tôi hay trò chuyện, hát ru cho đỡ buồn đỡ nhớ thằng bé. Điều ấy không tránh được sự hiểu lầm của mọi người. Chuyện cũng qua rồi,
chị đừng quá đau buồn. Nếu chị không chê, thì có thể làm mẹ đỡ đầu của Min được không? Vâng, cảm ơn chị. Sự tích con nhện. Xưa kia, ở xứ Ly Đi, thành Colophon, có một người con gái tên là Aracne. Nàng có một nhan sắc khiêm tốn, nhưng lại rất nổi danh vì tài thêu lụa rất đẹp. Nhìn những tấm lụa do bàn tay nàng thêu ra, người ta tưởng chừng như Aracne đã lấy những tia nắng làm sợi, cho nên nó mới óng ả, trau chuốt và mịn mỏng đến như thế. Còn khi những thiếu nữ mặc tấm lụa do nàng thêu, họ đẹp như những nàng tiên. Trời ơi, thật là tài năng, bàn tay cô gái khéo léo quá. Những họa tiết trong tấm lụa thật là sống động mà. Tất nhiên rồi, trên thế gian này, ngoài ta ra, làm gì có ai có khả năng thêu nổi những tấm vải, tấm lụa đẹp đẽ như thế này. Ấy chết, cô đừng nói như vậy. Dẫu rằng cô thêu rất giỏi, nhưng chưa chắc đã là người thêu giỏi nhất thế gian đâu. Không phải như vậy ư? Vậy thì ngài nói thử xem, trên thế gian này có ai thêu giỏi hơn ta nữa nào? Xin cô chớ quên nữ thần Athena. Thôi đi, làm sao mà Athena có thể thêu giỏi bằng ta được? Nếu mọi người đã không tin, thì ta thách cả nữ thần xuống đây thi tài thêu với ta đấy. Trời ơi, cô đừng có nói những lời như vậy. Phạm tới thần linh á, hỗn hào với thần linh là cô sẽ không được sống yên ổn đâu. Ta chẳng sợ. Thật là hỗn hào. Ngươi tưởng rằng những gì ngươi vừa nói thần linh không thể nghe thấy ư? Ta sẽ cho ngươi một bài học. Những lời thách thức đầy ngạo mạn của Aracne đã đến tai của nữ thần Athena. Nữ thần đã vô cùng giận dữ khi một kẻ phàm trần kiêu căng lại dám ngạo mạn đến thần linh. Này cô gái, ta nghe nói con có ý định thách thức nữ thần Athena đua tài thêu lụa với con, có phải không? Đúng vậy, con sẽ khẳng định cho mọi người thấy rằng con chính là người tài giỏi nhất, không ai có thể thêu giỏi như con cả. Lòng kiêu ngạo và sự xúc phạm thần linh của con sẽ bị trừng phạt thích đáng. Thôi đi, và đừng có nói nữa, con không nghe đâu. Con ơi, ta khuyên con tốt nhất là hãy dâng ngay lễ vật lên và cầu xin nữ thần Athena tha thứ cho sự ngạo mạn và những lời lẽ phạm thượng vừa rồi. Ta vẫn muốn thách thức với nữ thần. Cô có thấy không? Bà ấy sợ ta tới nỗi còn không dám đến nữa kìa. Là ta đây, nữ thần Athena, con của thần Zeus đây. Hỡi Aracne, ta sẵn sàng chấp nhận cuộc thi tài thêu với ngươi. Xin cúi chào nữ thần Athena toàn năng. Được, vậy thì còn chờ đợi gì nữa? Sẵn có đông đảo dân chúng ở đây, chúng ta hãy bắt đầu thi tài cao thấp đi. Được thôi, bắt đầu đi nào. Có đông đảo mọi người ở đây làm chứng, ta sẽ không sử dụng phép thuật trong cuộc thi. Chúng ta sẽ so tài công bằng. Người hãy chọn đi, chúng ta sẽ theo cái gì đây? Theo chân dung, người có đồng ý không? Bắt đầu đi. Hãy xem ta đây. Tấm thảm thêu rất hoàn mỹ, những đường chỉ thêu lóng lánh dưới ánh mặt trời, nhìn cứ như một cô gái thật đang mỉm cười với chúng ta vậy. Cô ấy thêu vừa nhanh lại vừa đẹp, còn nữ thần, hãy xem kìa, chẳng biết ngài sẽ thêu như thế nào nữa. Chẳng biết là cô ấy đang thêu cái gì nữa. Trời ơi, trông chẳng ra cái hình thù gì cả. Có lẽ nào nữ thần thua cô ấy thật sao? Xem ngươi đang làm cái gì kìa. Ngài hãy chịu thua đi cho đỡ mất công mọi người phải chờ đợi. Mọi người sẽ không phải chờ lâu đâu. Ta đã xong rồi đây. Ôi xem này, chỉ là những đường chỉ loằng ngoằng thôi à. Thật kỳ diệu, khi nữ thần quay ngược tấm vải lại thì hiện lên hình ảnh một người đàn ông với vẻ trăn trở, suy nghĩ. Thật là một tấm vải đẹp tuyệt vời, khó ai sánh bằng. Kỹ thuật thêu của nữ thần thật khó ai bị kịp. Đặc biệt, cả hai chiều xuôi và chiều ngược của tấm vải đều hiện ra những bức chân dung sống động. Aracne không làm được như vậy. Nữ thần chính là người thêu giỏi hơn. Nữ thần là người thắng cuộc. Nữ thần toàn năng. Nữ thần toàn năng. Ta
Sao? Thua nhanh quá phải không? Ta muốn thi thêm một lần nữa, xem ai theo nhanh hơn. Chắc chắn ngươi không thể theo nhanh được như ta đâu. Được, vậy ta cũng sẽ không hẹp hòi. Ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Ngươi hãy mang thêm chỉ thêu ra đây, chúng ta sẽ bắt đầu. Thật là tức quá mà. Nhưng lần này ngươi sẽ không thể nào thắng được ta đâu. Nhưng để đề phòng trường hợp xấu xảy ra, chỉ mà rối thì ngươi ngồi gỡ chỉ cũng đủ lâu rồi. Khoan đã, ta sẽ dùng số chỉ trên tay của ngươi đang cầm, còn ngươi sẽ dùng số chỉ mà ngươi vừa đem đến cho ta. Chỉ nào mà chả giống nhau. Vậy thì đổi đi. Ngươi chỉ là một kẻ thấp hèn mà thôi. Một người cứng đầu và hỗn láo như ngươi, nếu không trừng phạt thì còn gì là sự tôn nghiêm của thế giới thần linh nữa. Cô ta vì hèn nhát, sợ thua nên đã giở thủ đoạn làm rối hết tất cả phần chỉ thêu của ta. Điều đó làm sao mà qua mắt ta được. Đã vậy, cô ta còn dám hỗn láo và dùng những lời lẽ xúc phạm đến ta. Hãy nhận lấy hậu quả mà ngươi đã gây ra. Ta thà tự chết chứ không để ngươi làm nhục. Ta là người giỏi nhất. Ngươi không là gì cả. Hỡi cô gái ương bướng và hỗn hào, cô sẽ không được chết một cách dễ dàng như thế sau những tội lỗi mà cô đã gây ra đâu. Cô sẽ phải sống mãi, sống đời đời để theo tấm thảm của cô. Lọ nước cỏ thần này sẽ giúp ngươi biết ngay thôi. Athena đã khiến Arane biến thành một con nhện với những cái chân dài leo nghêu và đầy lông lá. Làm người không chỉ cần tài năng mà còn cần phải nhân phẩm. Các ngươi đã rõ chưa? Chúng con đã rõ, thưa nữ thần. Và thế là cũng từ đó trở đi, con nhện Arane cứ treo tấm thân trên tấm thảm do mình thêu ra và cứ thế theo mãi, thêu hết ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác, đời đời kiếp kiếp không được nghỉ ngơi. Bóng đêm đến từ đâu? Ngày xưa, khi bóng đêm chiếm toàn bộ trái đất, bóng đêm tự cho mình là độc tôn, là duy nhất. Thời gian dần trôi đi, bên cạnh bóng đêm còn có ánh sáng. Bóng đêm bây giờ không còn là duy nhất nữa. Ánh sáng này chẳng biết từ đâu mà chui ra. Nó làm mình thật khó chịu. Chỉ cần nhìn thấy nó chói chang lóa mắt là mình đã phát điên lên rồi. Bóng đêm ơi, ra đây chút nào. Mình có làm gì bạn đâu mà sao bạn lại có vẻ ghét mình đến thế? Không làm gì ư? Tránh xa tôi ra đi. Sao cậu không ở hành tinh của cậu mà tự nhiên xuất hiện ở hành tinh của tôi làm gì? Ấy chết, sao bạn lại nói vậy? Mình có bổn phận là đến nơi này để đem đến sự sáng sủa, tươi mới cho vạn vật. Mình sẽ ở đây và chúng ta có thể làm bạn cùng nhau mà. Không đời nào tôi làm bạn với cậu đâu. Cậu đã chiếm vị trí độc tôn của tôi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa. Tôi với cậu là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Từ giờ trở đi, khi nào có tôi thì cậu không được phép xuất hiện. Và khi nào có cậu, tôi cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhớ đấy. Tại sao bạn ấy lại như thế nhỉ? Mình đã làm gì bạn ấy đâu cơ chứ? Ánh sáng ơi, hãy mau đến đây với chúng tôi nào. Thật là tuyệt vời khi thế giới này có ánh sáng. Phải đấy, nếu như không có ánh sáng, chúng ta sẽ chẳng thể nào biết mình xinh xắn đến thế này. Khác hẳn khi bóng đêm tới, tất cả chỉ là một màu đen mà thôi. Ánh sáng là tuyệt vời nhất. Khi nào ánh sáng xuất hiện, tôi thấy thật sảng khoái cho một ngày mới vui chơi và kiếm ăn thật là vui vẻ. Thật là căm ghét. Tại sao muôn loài lại chỉ thích ánh sáng thôi chứ? Kể từ đó trở đi, bóng đêm thù ghét ánh sáng lắm. Cứ hễ ánh sáng xuất hiện là bóng đêm lùi đi. Vì vậy, mặt đất bắt đầu phân chia giữa ngày và đêm. Muôn loài vui chơi đùa giỡn, lao động và sinh hoạt cùng ánh sáng. Vậy mà khi mình đến, muôn loài chỉ ngủ hoặc nhìn mình mà chẳng còn muốn vui đùa cùng với mình nữa. Tất cả là tại ánh sáng. Từ khi có cậu ta, không còn một ai yêu mến mình nữa. Mình chỉ là một bóng đêm xấu xí. Đêm hôm khuya khoắt thế này, sao vẫn có tiếng trẻ con khóc nhỉ?
Chắc nó sợ mình quá nên khóc. Đứa trẻ nào cũng sợ bóng đêm cả. Làm sao mà ngươi lại khóc? Có phải vì ngươi sợ ta quá không? Không phải. À, ta biết rồi. Thế thì chắc chắn là vì ánh sáng bỏ lại ngươi nên ngươi mới khóc. Bóng đêm chẳng đáng sợ đâu. Em cũng chẳng phải khóc vì ánh sáng. Em ghét ánh sáng nên em mới khóc. Đêm tối không đáng sợ. Ngươi không thích ánh sáng sao? Em mong ước sao bóng đêm có thể kéo dài mãi mãi. Sao bóng đêm lại không là vĩnh viễn cơ chứ? Em khóc vì đêm tối trời mưa. Và em cũng không muốn về nhà. Ngồi trong bóng đêm, em thấy thật bình yên. Và có thể thoải mái mà khóc. Khóc em cảm thấy thoải mái hơn. Khuôn mặt của ngươi làm sao vậy? Em chỉ là một đứa trẻ xấu xí mà thôi. Bóng đêm có biết không, em sinh ra đã là một đứa trẻ xấu xí. Bạn bè ai cũng chê cười em. Em không muốn trời sáng vì không muốn mọi người nhìn thấy vết thương trên người em. Thôi nào, em hãy bình tĩnh lại đi. Trong ánh sáng em phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng em vẫn chỉ là đứa trẻ thôi mà. Chẳng có điều gì của ánh sáng làm em vui cả. Mặc dù trong đêm tối em rất hay bị ngã, bị thương. Nhưng em thấy còn tốt hơn là việc tổn thương từ sự chê bai của mọi người. Trời ơi, vết thương của em đang chảy máu này. Em cần phải về nhà ngay để mẹ em băng bó vết thương cho em chứ. Đứng lên, để anh đưa em về nhà. Trời ơi, em có làm sao không? Không được rồi, ta càng đi cùng em thì đường lại càng tối hơn. Cứ thế này, chẳng những ta không giúp được em mà còn làm em bị thương thêm nữa. Bóng đêm ơi, chân em đau quá. Ngồi yên ở đây, đợi anh một chút. Anh sẽ đi nhờ ánh sáng soi đường để em về nhà. Ánh sáng, ánh sáng ơi, cậu ở đâu? Từ giờ trở đi, khi nào có tôi thì cậu không được phép xuất hiện. Và khi nào có cậu, tôi cũng sẽ không bao giờ xuất hiện, nhớ đấy. Trời ơi, làm sao mình có thể tìm ánh sáng khi mà bây giờ đang là thời gian của mình cơ chứ? Nhưng cậu bé đang cần ánh sáng lắm, mình phải đi tìm cậu ấy. Bóng đêm, anh đi đâu mà vội vã như vậy? Tôi đi tìm ánh sáng, có người đang rất cần cậu ấy giúp. Vẫn chưa hết thời gian của bóng đêm mà, ánh sáng không thể tới nơi đây. Anh đã nói anh không muốn gặp ánh sáng thêm một lần nào nữa mà. Tôi thật là một người ích kỷ, gà trống ơi. Xin anh hãy giúp tôi biết tiếng gáy của anh có thể gọi ánh sáng trở lại mà. Có người đang rất cần cậu ấy. Được rồi, tôi sẽ giúp anh. Cậu đây rồi, ánh sáng ơi, chúng ta đi ngay thôi, có người đang cần cậu. Cậu hãy soi đường cho em bé về với mẹ, soi ánh sáng em bé đỡ lạnh và cho vết thương chảy máu kia khô lại và liền sẹo mau nhé. Em ấy đang rất sợ hãi và cô độc. Bóng đêm, cậu đã hết giận mình rồi à? Tôi thì làm gì có ai cần tôi cơ chứ. Chẳng có ai yêu thương và che chở cho tôi. Chẳng có ai trân trọng tôi cả. Ngoài cậu bé này, cậu ấy nói cậu không ghét tôi. Cậu đừng bao giờ nghĩ như vậy. Mọi người không hề ghét bỏ cậu. Đó là cậu đang tự xa lánh mọi người thôi. Nhiều người yêu quý cậu lắm, cậu có biết không? Tôi đâu có được sáng sủa tươi đẹp như cậu mà người ta yêu mến chứ. Cả một ngày dài dưới ánh sáng, con người có thể gặp bao nhiêu chuyện buồn vui. Khi đêm về, chính là lúc họ chia sẻ, tâm sự cùng nhau. Họ nghỉ ngơi thư giãn để bắt đầu những ngày mới tốt đẹp hơn. Đêm tối là ngọn nguồn của yêu thương. Con người ai cũng có một góc tối nào đó trong lòng mình. Chính nơi này, người ta biết làm sống lại những niềm vui của cuộc đời. Chẳng bao giờ bóng đêm cô độc cả, biết không? Mình thực sự có ý nghĩa như vậy sao? Mọi người không ghét bỏ mình sao? Ai cũng có một ý nghĩa nhất định nên cuộc đời mới rộn vui như thế. Vậy nên từ giờ cậu hãy hòa đồng cùng mọi người nhé. Giờ thì mình phải soi đường cho em bé về nhà đã. Mình xin lỗi nhé. Những lời nói của mình đã làm bạn bị tổn thương. Kể từ đó trở đi, bóng đêm và ánh sáng trở thành những người bạn thân thiết với nhau. Những giọt nước mắt của bóng đêm trong đêm mưa ấy đã hóa thành những giọt sương long lanh tuyệt đẹp. Vương quốc bí ẩn. Ngày xưa, tại một vương quốc xinh đẹp, đức vua và hoàng hậu là những người trị vì sáng suốt. Nhưng họ lại có một người con gái
lại vô cùng ham chơi, biến nhát học hành. Điều này khiến họ vô cùng buồn lòng. Con phải chịu khó học hỏi thì tương lai mới trở thành người trị vì vương quốc được chứ. Sao vua cha khó tính thế cơ chứ? Cứ suốt ngày bắt mình học chán ơi là chán. Bắt được người rừng rồi. Thả ta ra. Bao giữ hắn lại. Gần đây có rất nhiều thợ săn mất tích trong rừng. Ngươi đã khiến thần dân của ta hoảng sợ. Tạm thời ngươi sẽ bị giam ở đây. Ông ta là người rừng ư? Ta có tên. Tên ta là Hành Sơ Sắc. Hãy trả quả bóng cho ta đi. Hãy mở cửa ra, rồi ta sẽ trả quả bóng cho ngươi. Không được. Thả ông ra thì vua cha sẽ trách tội ta. Nếu thế ta đành giữ quả bóng này lại, giao cho hoàng thượng thôi. Thôi được, tôi sẽ thả ông ra. Ông làm gì thế? Thả ta ra. Nếu cứ ở lại hoàng cung, ngươi sẽ chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Ta sẽ dạy cho ngươi trở thành con người xuất chúng. Hàn Sơ Sắc ôm hoàng tử chạy xa khỏi hoàng cung vào tích trong rừng sâu. Thế là từ một cậu bé ham chơi, dưới sự dạy dỗ của Hàn Sơ Sắc, hoàng tử đã dần trưởng thành, tinh thông võ thuật. Này ngươi đã trưởng thành, ta có một việc muốn nhờ ngươi giúp. Kia là hoàng cung vương quốc Ba Tunda, ở đó có 3 quả táo vàng. Ngươi hãy tìm cách mang chúng về đây cho ta. Ông muốn lấy chúng để làm gì? Hãy lấy chúng về rồi ngươi sẽ hiểu. Sau đó ta hứa sẽ đưa ngươi trở về hoàng cung trong sự hân hoan chào đón của tất cả mọi người. Vua cha ngươi sẽ tự hào vì ngươi. Nghe theo lời Hàn Sơ Sắc, hoàng tử tìm đến hoàng cung của vương quốc Ba Tunda để tìm hiểu về 3 quả táo vàng. Chàng xin được trở thành người làm vườn trong hoàng cung. Ngươi hãy mang một bó hoa đẹp nhất vào phòng cho công chúa nhé. Vâng, tôi biết rồi. Thưa công chúa, tôi xin phép được thay hoa cho người. Khoan đã, tại sao ngươi lại mang toàn hoa dại lên đây thế? Thưa công chúa, đây tuy là hoa dại, nhưng chúng có một vẻ đẹp thanh khiết và hương thơm vô cùng đặc biệt, giống như vẻ đẹp của người vậy. Ngươi cũng khéo ăn nói đấy chứ. Thôi được, hãy cắm chúng vào bình đi. Vâng, thưa công chúa. Cấp báo, quân giặc đang kéo đến. Tất cả quân lính tập hợp chuẩn bị nghênh chiến. Vương quốc Ba Tunda chẳng yên ổn được bao lâu, đã lại phải rơi vào cảnh chiến tranh. Quân địch có mạnh lắm không bác? Chúng rất mạnh và hung ác nữa. Không biết số phận chúng ta sẽ đi về đâu. Không lâu sau, quân địch ở phương xa ùng ùng kéo đến, tiến đánh vương quốc Ba Tunda. Hey, quân địch mạnh quá, e chúng ta không chống cự được mất. Đúng lúc quân lính Ba Tunda gặp nguy nan, một người kỵ sĩ bí ẩn bỗng xuất hiện dũng mãnh xông thẳng vào quân giặc. Chỉnh đốn hàng ngũ, chia thành 2 ngã, tấn công từ 2 cánh. Xông lên! Rút quân, bảo rút quân thôi. Người kỵ sĩ tài giỏi kia là ai thế? Thưa, thần cũng không rõ, chưa từng thấy con người này trong hàng ngũ quân lính của chúng ta. Chúng ta sẽ thông báo khắp vương quốc mở tiệc trong 3 ngày để mừng chiến thắng. Và kỵ sĩ mang mặt nạ đó sẽ là khách mời danh dự. Con sẽ tung quả táo vàng đính ước cho kỵ sĩ, hy vọng chàng sẽ xuất hiện. Lễ hội diễn ra vô cùng náo nhiệt, rất nhiều kỵ sĩ cũng đã kéo đến mong bắt được quả táo vàng của công chúa. Sau khi bắt được quả táo vàng, kỵ sĩ áo đen vội vã bỏ đi. Đến khi công chúa tung quả táo vàng thứ 2, sự việc vẫn lặp lại khiến cho hoàng thượng vô cùng tức giận. Sao có thể như thế? Kỵ sĩ đã nhận táo đính ước của công chúa mà còn bỏ đi. Đợi công chúa tung quả táo thứ 3, dù làm thế nào cũng phải bắt được anh ta. Sau khi bắt được quả táo thứ 3, kỵ sĩ bị một toán quân lính vây chặt vì không muốn làm bị thương ai nên chàng đã không chống cự. Để xem rốt cuộc anh là ai? Là người làm vườn ư? Trong lúc mọi người còn chưa hết ngạc nhiên, thì từ phía xa, Hàn Sơ Sắc bất ngờ xuất hiện. Nguy rồi, người rừng xuất hiện. Đây là quả táo của ông. Ta cảm ơn. Ta vốn là vua của một vương quốc. Vì bị dính vào lời nguyền mà phải mang lốt xấu xí. Phải có quả táo vàng này mới phá được lời nguyền. Và hoàng tử trẻ ở đây đã giúp ta thực hiện tâm nguyện. Thì ra là như thế. Thứ lỗi cho thần mạo muội. Người vẫn sẽ gả công chúa cho thần chứ ạ? Công chúa cưới được một người tài ba lại trung nghĩa như ngươi, quá là may mắn. Thế là mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp. Hoàng tử đưa công chúa trở về vương quốc của mình, cùng chung sống hạnh phúc suốt đời. Ổ bánh mì lạ. Joseph,
con đang ở đâu? Con có biết là mẹ nhớ con lắm không? Làm ơn mang con trai tôi về với tôi. Tôi sẽ làm thật nhiều việc thiện để tích đức. Phải rồi, hay là mình làm như thế? Việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm sẽ trở lại với ngươi. Những ngày sau đó, hôm nào bà Mary cũng để lại một ổ bánh mì bên cửa sổ cho những người không may cơ nhỡ. Và hôm nào người đàn ông đó cũng đi qua, cầm lấy ổ bánh mì rồi nói lại câu nói đó: việc xấu ngươi làm sẽ ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm sẽ trở lại với ngươi. Cái ông già này, người ta đã làm phước vậy mà không nói được một lời cảm ơn, còn nói những điều khó nghe đó. Cả tháng nay rồi, hắn ta có ý gì chứ? Chẳng lẽ mình không cho ông ta lấy bánh mì nữa? Chắc chắn hôm nay hắn ta sẽ lại đến và lại nói những lời cay nghiệt đó. Mình sẽ làm cho hắn biến mất. Đây là ổ bánh mì đặc biệt dành cho ông đấy. Việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm sẽ trở lại với ngươi. Khoan đã, chiếc này bị cháy rồi, để tôi đổi cho ông chiếc khác. Mình đang làm gì thế này? Suýt chút nữa mình đã hại chết một mạng người rồi. Mình điên rồi. Trời, sếp, con đang ở đâu? Mẹ thực sự đã nhớ con đến phát điên rồi. Mẹ làm tất cả những việc này cũng chỉ là để mong con quay về. Sao đến bây giờ con vẫn chưa về? Mẹ! Joseph, mẹ có nằm mơ không? Joseph, con trai của mẹ, con đã về rồi đây. Thời gian của hai con đã ở đâu? Con có biết từ lúc con mất tích sau trận bão tuyết đó, ngày nào mẹ cũng mong chờ tin tức của con và cầu nguyện cho con trở về bình an không? Con được người ta cứu trong trận bão tuyết, nhưng bị thương nặng mãi mới hồi phục được. Con không cách nào liên lạc được với mẹ. Đến ngày bình phục, họ còn trang bị lương thực cho con để trở về, nhưng không may giữa đường con bị bọn cướp lột sạch. Dù bị bỏ đói mấy ngày liền, nhưng con vẫn cố gắng đi tiếp. Khi khách nhà mình cả dặm đường, con đã gục ngã vì đói. Con nghĩ rằng mình đã bỏ mạng rồi, nhưng con đã gặp một người. Thấy con như vậy, ông ta đã cho con nguyên một ổ bánh mì ngon và một chút nước. Vì thế mà con mới có thể tiếp tục bước đi và trở về nhà gặp mẹ. Vậy sao? Người đó thật tốt bụng. Vâng, ông ấy còn nói một câu rất lạ. Cái gì mà việc xấu ngươi làm sẽ ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm sẽ trở lại với ngươi. Còn nói sao? Lẽ nào chính là ông ấy? Mẹ, mẹ biết ông ấy sao? À không. Trời ơi, nếu như mình không đổi lại ổ bánh mì có độc đó, thì biết đâu người trúng độc là con trai mình thì sao? Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ không sao, con trở về là mừng rồi. Ông ấy nói đúng, việc xấu ta làm sẽ ở lại với ta, còn việc tốt ta làm sẽ trở lại với ta. Con hãy ghi nhớ rõ điều này. Dạ. Trong cuộc sống luôn tồn tại luật nhân quả. Những gì bạn làm hôm nay là căn nguyên cho những sự việc sẽ đến với bạn trong tương lai. Bởi vậy, hãy luôn sống tốt để không bao giờ phải hổ thẹn với lương tâm mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!